Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Phú Lương có 638 học sinh. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường đạt trên 95%. Từ kết quả đó, năm học này trường đã chọn cử giáo viên có bề dày kinh nghiệm để tham gia dạy ôn tập cho khối 12. Được biết, ngoài 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh bắt buộc, các học sinh cũng sẽ đăng ký môn ôn tập theo 2 ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thời điểm hiện tại là thời gian rất là gấp rút đối với chúng em, còn lượng kiến thức thì rất là nặng. Chính vì vậy nên là bọn em cần phải nỗ lực quyết tâm hơn để đạt được kết quả cao. Mục tiêu của nhà trường cho năm nay thì cũng đã lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn đội ngũ. Các thầy cô cũng là những thầy cô mà có nhiều kinh nghiệm hơn để dành cho khối 12. Thế và cũng đã tập trung ngay từ đầu là những em học sinh ngoài cái việc là ôn để đỗ ra, thì các em phải có trách nhiệm là phải nâng cao hơn cái kết quả bài thi của mình. Trong khi các trường trung học phổ thông đang tiếp tục ôn tập kiến thức và tuyên truyền, định hướng chọn trường, chọn nghề cho học sinh khối lớp 12, thì đối với học sinh lớp 9, việc phân luồng tuyển sinh cũng có ý nghĩa quan trọng. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022, trường trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Đại Từ, có gần 40 học sinh không đạt điểm vào trường trung học phổ thông Đại Từ. Tuy nhiên, do phần lớn các em này đều có nguyện vọng học tại các trường trung học phổ thông công lập, nên việc đăng ký và lựa chọn trường rất khó khăn. Rút kinh nghiệm từ năm học trước, năm học này trường đã sớm triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tổ chức tư vấn, định hướng, phân luồng cho học sinh trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng này. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho các em là có cái nghiên cứu về các cái trường dạy nghề, trường cao đẳng, cho các em nắm bắt được những cái cơ hội. Nếu không được vào trung học phổ thông thì các em sẽ có thể là sẽ đi học nghề và học bổ túc văn hóa để đáp ứng được cái yêu cầu. Theo kết quả rà soát của ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2022-2023, số lượng học sinh lớp 9 dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh tăng hơn so với năm 2022. Chính vì vậy, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của toàn ngành theo đó cũng tăng lên. Để đảm bảo thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển sinh thực tế, các địa phương, các trường cũng xây dựng những phương án tuyển sinh phù hợp. Thời gian tới này, thì với số lượng là trên 2.500 học sinh lớp 9, thế và cái định mức biên chế được giao tuyển ở 3 trường trung học phổ thông Đại Từ, Nguyễn Huệ, Lưu Nguyên Chú, trường Đội Cấn đưa vào sử dụng, thì chúng tôi cũng đã có cái tuyên truyền đến tất cả học sinh lớp 9 và gia đình thông qua đội ngũ nhà giáo trong toàn địa bàn huyện. Thế và tất cả nếu không học ở trung học phổ thông thì các em có một môi trường rất là tốt, đó là trung tâm giáo dục nghề nghiệp của huyện đã có chủ trương tăng quy mô để sẵn sàng cho các em có nguyện vọng. Để chủ động trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và triển khai tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì các trường đơn vị cần có những sự chủ động hơn nữa trong việc tư vấn hỗ trợ phân luồng học sinh trước các kỳ thi. Việc tư vấn phân luồng hỗ trợ các học sinh sẽ giúp các học sinh có những lựa chọn đúng đắn trong việc chọn trường, chọn nghề. Ngoài ra các học sinh cũng cần có những sự tích cực, chủ động và ôn luyện tốt hơn nữa để bước vào các cái kỳ thi quan trọng này.